thấy là cũng đã bắt đầu rồi, mà hiện tại tôi thấy là con cái ban rồng cũng đã một chưởng, hình như lại sao lại chưởng vô con Nga Mi như vậy? Tại sao lại chưởng con Nga Mi? Tôi thấy thì lần này họ đổi chiến thuật, họ chưởng Nga Mi không chưởng cái ban rồng nữa anh em ơi. Không chưởng luôn đường môn nữa anh em à. Và hiện tại tôi thấy là con đường môn lại không đánh nữa. Anh em bị mất tầm đánh quá nhiều anh em ơi. Và hiện tại tôi thấy là con đường môn này đang xây con Nga Mi, và con Nga Mi này gần chết rồi, và con Nga Mi đã chết rồi. Và chỉ còn một con cái ban rồng thôi, làm sao mà chiến thắng đây. Vậy là xin chúc mừng anh Ba Bảo và Nắng Thị Tinh lên ngôi Võ Lâm Minh Chủ của tháng 10 anh em ơi. Quá xuất sắc. Một cái tên lạ hoắc nhưng mà đã đưa tên mình lên ngôi Võ Lâm Minh Chủ anh em ơi. Ở trong phiên bản đồ xanh này thì trận đấu thì cũng chưa biết là